Bây giờ mới để ý. Xem tay nào. À đây, hóa ra là tay bị tật. Bị sao từ trước đến giờ? Hả? Từ bé rồi. Từ bé á? À. Ôi dồi, thế từ nãy giờ em vào có để ý biết đâu. Có mà. À. Đấy, một tay thôi mà đi vừa đi cắt cỏ vừa chăn lợn chăn gà đấy. À. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi trên đường đi vào trong nhà em nhìa súng thì được biết là hôm nay em đã đi làm thuê rồi và gia đình rất là hoàn cảnh. Anh em chúng tôi thì đang trên đường đi vào thì trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mây nó cũng đẹp thì tôi quay lại cho các bạn xem để bắt đầu đi vào trong nhà em nhìa súng nhé. Em ấy thì hai vợ chồng trẻ thì là mới lấy nhau thôi. Và lần trước tôi đã vào nhà rồi, là quay ở trong đó rồi. Là lúc đó thì có một con lợn, nó chỉ to hơn bắp chân của tôi một chút thôi. Thì hôm nay không biết thì vào thì như nào. Thì trên cái đoạn đường này đi thì từ đây vào trong nhà em ấy còn khoảng 3 cây số nữa. Và đường thì là đường nhựa. Nhà em ấy mới ra ở riêng và có 3 người con trai nhá, đẻ 3 người con trai. Đấy, nên cuộc sống rất là khó khăn. Mới ra ở riêng đâm ra là hoàn cảnh lắm, nhà vách nước nữa là còn tan nát luôn. Rồi, cuối cùng thì là cả một cái chuyến hành trình dài, chặng hành trình dài nhé các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình đã đến cổng nhà em ấy rồi, ngay trên này. Lên lên đi anh ơi. Sợ lắm. Mày đội không đội thôi. Đậu này đậu gì nhỉ anh Hải nhỉ? Đây không phải đậu. Là cái gì? Cái dại thôi. Hoa dại á? Đúng rồi. À, sao hoa nhìn giống cây đỗ thế? Phải lắm. Anh nói to thì điện thoại nó không bắt được đâu. Bảo là lại vào thăm nhà này, nước mắt cùng anh lại sắp rơi. Nhà này khổ nhất trong các nhà mình quay đấy. Anh Hải anh bảo sắp rơi nước mắt luôn. Đấy. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ thì tôi đã vào đến chỗ nhà em nhìa súng rồi. Thì cái hoàn cảnh của nhà em ấy thì bây giờ em đi làm thuê không ở nhà. Làm thuê ở mãi ở trong cách đây khoảng 7-8 cây cơ. Sáng đi tối về à anh Hải hỏi đi. À, sáng nay anh vừa hỏi bảo là đi được 3-4 hôm nay rồi vẫn chưa về. Đi 3-4 hôm nay rồi à? À. Thì nhà thì mới ra ở riêng. Và năm nay em mới có 21 tuổi thôi. Có 3 người con. Đấy. Cái gì? Bằng tuổi gió thôi. Mới sinh năm 95 thôi. À, mà là có 3 người con luôn. Lần trước vào thì là có một cái con lợn mà bằng bắp tay bắp chân kìa. Nó mới lớn. Mới lớn lên. Trong nhà thì các bạn lần trước tôi quay cho bạn xem rồi là có hẳn một cái cục đá to đoành như này. Ở giữa này, cái nền nhà như này. Đấy. Chưa có gì để đập đi. Đấy. Lần trước đập đi rồi chắc là chưa được phải không? Không đủ tiền đập phải không? Đủ tiền với lại không có cái các vật liệu để đập này. Không có cái búa. Búa ấy. Ừ. Nhà không có búa không biết gì để đập. Đây. Cái vách nhà đây. Đấy, các bạn hiểu nào. Cái vách này thì cây cỏ ấy. Cỏ voi. Cỏ voi. Bàn thờ đây. Đấy. Nhà xuyên này. Mùa đông thì không biết là như nào. Lạnh lắm. Hả? Mùa đông Mùa đông thì quá lạnh rồi.
Đây là ghế phải không? Đấy, ghế ngồi luôn. À, ghế ngồi là bằng một cái ván như này, cái ngang này. Không có cái gì. À, đây nữa. Thế là con đi đâu hết rồi? Hôm nay đi học à? À, chuẩn bị giờ mua từ tàu. À, đi lên ông bà ấy. À, thế là hôm nay có mỗi vợ nhỉ? Ông bà hôm trước thế nói bảo ở tận Sa Phìn cơ mà. Phải không? Ở Sa Phìn phải không? Để chị nhóc một đứa. Tổ phanh nó chứ. Nhớ ở Chứ Phìn à? Chứ Phì. Chứ Phìn á. Ừ. Chứ Phìn là ở đâu? Chứ Phì ở trên này. À, cách đây bao xa? Ờ, vòng vòng đấy thì... Cái cửa này thì... Úi giời. Đây, nhìn như kiểu cái cửa vườn rau. Cửa đây đi chỉ có lấy dây buộc thôi. Không, như này thì có trộm này, đặt một phát là bắt được nhanh. Trộm gì cái ở đây, mày cái thằng linh tinh. Trộm. Ôi giời, tổng hống này chỗ này là mưa là hất vào hết đây này. Mưa là vào hết mà. Đây này. Xem nhau không? Bò này lại là nuôi cho ông bà. Đấy, của ông bà mà. Của ông bà nuôi. Là dạng như kiểu nuôi dạng sau này là lấy ấy thôi phải không? Lấy con á? Lấy con thôi. Đấy. Năm nay được một con là của ông bà, năm sau là... Năm sau được một con. Mình. Ờ. Năm sau nữa là của ông bà tiếp. Ừ. Phải không? Anh thử hỏi nào. À, cho mình, cho nên cho nhu này, giòn nên đọc bò dù, rất là nên dù phai với. Ăn đọc bò dù rất là. Phải không? Giúp bà nuôi thôi. Giúp bà nuôi, năm nay là con, một con là của bà. Một con là của bà. Sang năm mới là con của chồng trẻ. À. Cám này cho bò em. Lợn có một con, bé bé thôi. Lần trước anh vào con lợn bằng này. Bây giờ thì thấy nó to hơn rồi. Bây giờ to bằng cái cột này rồi. Ừ. Nhà mà cái cột này là cột gì anh Hải? Hay là trống thêm cho nó đỡ? Trống thêm để cho nó đỡ gãy. À. Vì là toàn cái xà này là xà đều thôi. Ừ. Gỗ tạp thôi, đâm ra là phải chống thêm mà. Ừ. Toàn gỗ đều phải không? Đấy, gỗ tạp đấy. Ừ. Kia nữa, cột kia cũng phải chống thêm. Đấy. Cột này là phải chống thêm. Toàn gỗ tạp thôi, em nhìn các bức vách này toàn là vách cỏ voi như này thì chắc chắn là phải chống thêm vào thì nó mới dựng được, đứng được chứ. Ừ. Sao mộc sao viết cái này vớ vẩn thôi nhỉ, gỗ. Trên này có nhiều ngô không? Anh trèo lên là đổ ấy. À cũng nhiều ngô đây này. Mới bẻ ngô về. Nhưng mà mọt hết rồi các bạn. Ngô này làm sao ăn được nữa anh Hải? Nhà em. Hả? Đấy, cả một mùa vụ là cứ như này thôi. Mọt lắm. Mọt nhưng mà được cái là lúc té ra xong là sàng sẩy đi. À. Không có thì vẫn phải ăn thôi. Ừ. Mọt này thì phải sàng hết đi chứ. Làm sao mà ăn được. Lúc té ra là sàng qua thôi. Đây này. Đấy. Bị lỗ mọt hết rồi đây này. Sàng qua xay ra thì ăn được mà nhưng mà hơi đắng thôi. Là mèn mén. Đấy, mèn mén này. Đấy, trên gác này là cả một mùa đấy, ăn cho quanh năm đến Tết đấy. Chuột cắn hết trên kia nữa kìa anh kìa, ở cái góc này. Bộ, cho em có chuột nhiều lắm. Ờ, trên nhà em á? Nó lên hết gác nó cắn phải không? Ờ, một tối. Một bên dậy, ở dưới này, cái hắn ngủ rất nhiều luôn. Ừ. Con lợn này lại nhốt chung với cả con bò. Hả? Sao không nhốt nó sang bên kia? Cái này nó dẫm vào nhau chứ. Hả? Phải nhốt nó sang bên kia kìa. Ờ, nó sổng sang đây à?
Con này mang về nuôi lâu chưa? Chi pâu à? À, không nói được tiếng Kinh. Có anh Hải ơi, có nuôi nhiều tù cây không? Gà ấy. Đó rồi, cái dù tao à, cái trông là chị dù tao cái là chị tao này. À, ai có cái gà tí nữa chứ. À, nhà có 2 3 con bé bé thôi. 2 3 con gà bé bé á? Đúng là không có cái gì để phát triển kinh tế nhỉ. Thế là chồng đi làm lương có hỏi xem là bao tiền một ngày. Mỗi một ngày làm cả ngày là một ngày là được 200.000. Một ngày là 200.000. À, thế là đi 4 ngày nay chưa về rồi. Đi 4 ngày. À. Đấy cho lợn ăn đi kìa, bảo lợn ra ăn rau. Lợn đói quá rồi. Còn vợ thì một mình ở nhà thôi. Ừ. Tay thì bị tật, còn một tay thôi. À, tay bị tật à? Tay trái bị tật. Đâu rồi? À, bây giờ mới để ý. Xem tay nào. À đây, hóa ra là tay bị tật. Bị sao từ trước đến giờ? Hả? Từ bé rồi. Từ bé á? À. Ôi dồi, thế từ nãy giờ em vào có để ý biết đâu. Có mà. Ờ. Đấy, một tay thôi mà đi vừa đi cắt cỏ vừa chăn lợn, chăn gà đấy. Ờ, một tay thôi. Ừ. Quá vất vả. À, lợn thì nó ở ngăn bên kia nó chui ra đây thôi. Ờ, bên kia nó không có cái ăn, nó phải chui sang bên này. Bên kia nó có nữa kìa. Nhưng mà nó thích ăn cái cỏ cái rau rồi sao ấy. Đâu có ngửi thấy mùi cám rồi này. Ừ. Ngửi thấy mùi cám. Đấy, tôi quay như này để các bạn biết. Và tôi cũng không phải là nói là tôi kêu gọi ủng hộ hay một cái bất cứ một cái gì đâu nhé. Nhưng nếu các bạn mà có thời gian mà đi qua cao nguyên đá Đồng Văn thì các bạn hãy có thể ghé qua nhà em này và thăm em ấy, mà có hoàn cảnh nó cũng rất là khó khăn. Bò đây tôi quay đây, lần trước tôi vào quay là không có bò. Bò này là mang về của ông bà để nuôi rẽ. Có nghĩa nuôi rẽ là như nào? Là nuôi để khi nào cái con đầu tiên này ấy, là đẻ ra thì là của ông bà. Và con thứ hai tiếp tục mới là được của nhà, gia đình. Đấy. Từ đây lên xuống Yên Minh còn bao cây nhỉ? Gió nhỉ? 22 cây. À, là tay là con này bị em là bị từ bé nữa. Là bây giờ là vẫn hàng ngày phải đi cắt cỏ xong là để cho nuôi 2 con bò và 1 con lợn này. Và có 3 người con, 3 mì tu. Âm nhỏ là âm một chả tù mì nhỏ. Bé tù. Bé tù. Bé tù ớt mì tu là chả tù. À, bé tù mì tu. Ờ, 3 là đều con trai hết. Đấy, 3 người con trai nữa. Đấy. Bây giờ đang gửi lên trên ông bà phải không? Đang lên trên nhà ông bà chơi, còn chồng thì đi làm thuê. Ngày được 200.000 và đi 4 ngày nay rồi chưa về. Đấy. Là có nghĩa là đi làm rất xa, không phải là sáng đi tối về mà phải là rất lâu mới về. Đấy. Theo tôi đoán là như vậy. Đây, anh em mình xin phép chào ra về. Cái mùa nó. 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 Cái mùa nó.